Mến chào quý khán giả đang đồng hành cùng kênh Tin Mới. Chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe, có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng tôi. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện gì, tình hình an ninh thế giới có gì đặc biệt? Quý vị và các bạn cùng cập nhật với chúng tôi qua phần điểm tin chính. Chắc các bạn cũng đã thấy, từ ngày ông Joe Biden bước chân vào Nhà Trắng, Washington tiếp tục duy trì thái độ cứng rắn đối với Bắc Kinh và cho thấy rõ mối quan tâm trong việc củng cố vai trò của Mỹ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Với vị trí địa chiến lược nằm ngay giữa vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Mỹ muốn biến Việt Nam thành trục chính cho sự dấn thân của họ để đối phó với Trung Quốc. Nhưng đó chưa phải là tất cả lý do để Mỹ công khai khẳng định Việt Nam quan trọng nhất với họ tại khu vực này. Bởi hơn ai hết, Mỹ dù không nói ra nhưng biết chỉ Việt Nam mới đủ sức tác động tới Trung Quốc. Đây cũng chính là nhận định của các chuyên gia Nga, được tờ Sputnik News đăng tải mới đây. Vậy cơ sở nào để khẳng định chỉ Việt Nam mới có thể tác động tới Trung Quốc? Cùng Tin Mới tìm hiểu ngay sau đây nhé! Như các bạn đã biết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Tập Cận Bình đã gặp nhau tại Bắc Kinh. Điều đáng nói là Trung Quốc coi trọng sự kiện này hơn cả một chuyến thăm song phương thông thường của hai nước láng giềng. Ngoài việc đón tiếp theo nghi thức quốc gia cao nhất, điều mà ai cũng nhận thấy chính là những cử chỉ thân tình, những cái ôm bắt tay thân mật gần gũi của hai người đứng đầu hai đảng, hai nước tới mức không còn ai nhớ tới Trung Quốc đang thực hiện chính sách Zero Covid. Nếu so sánh với cách đón các chính khách quốc tế khác, sau đó tới Trung Quốc thì có một sự khác biệt không hề nhẹ. Từ hình thức tới nội dung, những thông điệp của cuộc gặp gỡ được coi có tính lịch sử. Chính từ điều đặc biệt đó mà hôm vừa qua, tờ Sputnik News phiên bản tiếng Việt có bài Hà Nội không bao giờ cho phép Hoa Kỳ lợi dụng Việt Nam để chống Trung Quốc của tác giả Vladimir Fedorov. Đáng chú ý, tác giả bài viết dẫn nhận định của chuyên gia Dmitry Moskayov, Giám đốc Trung tâm Đông Nam Á, Australia và Châu Đại Dương của Viện Nghiên cứu Phương Đông thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Nga khẳng định rằng ở Đông Nam Á, xét về sức mạnh, về đà phát triển kinh tế, không có nước nào khác ngoài trừ Việt Nam, quốc gia giáp với Trung Quốc, đủ khả năng tác động đến việc láng giềng lớn này. Còn nhớ, năm 2014, tại Hội nghị Quốc tế về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, giới học giả quốc tế đã nhận định rằng nếu hiểu Trung Quốc thì chỉ có Việt Nam. Hẳn điều này với nhiều người, nhiều nước không thích và cũng chẳng ưa. Nhưng rõ ràng là sau cuộc gặp gỡ với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Tập Cận Bình, thì ngoài Nga ra, Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu của Trung Quốc ở thời điểm hiện tại. Nói về kinh tế, nhìn thì có vẻ Việt Nam được lợi hơn khi ngay bên cạnh là thị trường màu mỡ nhất thế giới với hơn 1,4 tỷ dân, nhưng ngược lại cũng thấy Trung Quốc hẳn có lợi không nhỏ khi thực hiện buôn bán với Việt Nam. Hiện tại, thương mại song phương của hai nước lên tới 170 tỷ đô la Mỹ. Đó là con số chính ngạch. Nói điều này để thấy con số trên chưa phải là tất cả. Thậm chí tính sơ sơ thì thương mại hai nước phải lên tới khoảng 200 tỷ đô la Mỹ, tức là gấp đôi thương mại Việt-Mỹ, dù Việt-Mỹ đang ở thời kỳ thăng hoa nhất. Nói về vị trí địa lý, cái này Việt Nam chẳng chạy đi đâu được. Người tiêu cực thì nghĩ Việt Nam nhờ bóng quá lớn phụ thuộc Trung Quốc. Ở góc độ tích cực thì thấy cây muốn lặng thì gió phải dừng. Trung Quốc hiểu rõ Việt Nam đang là nước chống Trung Quốc theo cách nhìn của họ ở Biển Đông một cách mạnh mẽ nhất. Tất nhiên, Việt Nam luôn thể hiện rõ quan điểm không sử dụng vũ lực mà muốn giải quyết bằng hòa bình. Và điều này, chuyên gia Dmitry Moyakov cũng khẳng định Việt Nam tuyệt đối giữ vững lập trường của mình về vấn đề Biển Đông. Việt Nam đã tuyên bố rằng sẽ không sử dụng vũ lực quân sự để giải quyết vấn đề này. Đúng là chúng ta sẵn sàng giao thương mọi mặt với Trung Quốc. Chúng ta sẵn sàng làm ngơ một số điểm với Trung Quốc, nhưng nếu Trung Quốc đụng tới chủ quyền dân tộc, đụng tới làn danh mà Việt Nam đã vạch ra, Trung Quốc phải dè chừng. Khi đó, sức mạnh của Việt Nam là không thể tưởng tượng nổi. Hẳn sự kiện Hải Dương 981 năm 2014 mà Trung Quốc coi như phép thử vẫn là bài học sâu sắc cho Trung Quốc tới ngày nay. Chưa kể hiện nay, sau Đại hội Đảng 20, Trung Quốc tiếp tục đề ra mục tiêu 100 năm tiếp theo. Để đạt được mục tiêu này, mong muốn của Trung Quốc là sự ổn định với các nước láng giềng, mà hẳn là láng giềng quan trọng nhất với Trung Quốc chính là Việt Nam chúng ta. Vậy nên cũng dễ hiểu, khi ông Tập nói không thể điều gì ảnh hưởng tới quan hệ hai đảng, hai nhà nước, một điều quan trọng nữa ở trong khu vực, Việt Nam có tiếng nói nhất định với các nước Đông Nam Á, thậm chí có thế lực nào đó còn cho rằng Đông Nam Á chỉ là quân bài của Việt Nam. Qua cái sự nói quá đó đủ để thấy tiếng nói Việt Nam quan trọng như thế nào. Điều này chỉ ra rằng
nếu có quan hệ tốt với Việt Nam thì chỉ có lợi cho Trung Quốc. Thưa các bạn, không biết các bạn nghĩ như thế nào, nhưng có một thực tế rằng trên thế giới nước nào va chạm với Trung Quốc nhiều nhất thì đó chính là Việt Nam. Vì va chạm nhiều nên hiểu là điều đương nhiên. Nhưng hiểu đến mức có phần kiêng nể, thậm chí chỉ có sự dao động không hề nhẹ ngược lại. Với gã khổng lồ ôm mộng bá chủ thế giới thì còn bởi Việt Nam làm được những thứ mà nhiều nước không làm được. Có những thứ nước khác không có, nói không quá rằng trong 4.000 năm dựng và giữ nước của người Việt Nam, Việt Nam đã sống chung với Trung Quốc, sống trong lòng Trung Quốc, Việt Nam đã trải qua 4 thời kỳ Bắc thuộc. Nhưng trong suốt 4 lần đó, dân tộc Việt Nam vẫn giữ được bản sắc của mình mà không bị đồng hóa như các dân tộc khác trong tộc Bách Việt. Cùng trải qua quá trình sống chung đó, ông cha ta đã có những hướng đi của riêng mình để xây lập vị thế dân tộc, đó là Bắc Hòa, Nam Đánh, là Tiến Hành, Nam Tiến. Trải qua các triều đại từ nhà Đinh đến thời các chúa Nguyễn, công vực lãnh thổ Việt Nam đã mở rộng và hình thành nên một lãnh thổ Việt Nam trải dài từ Bắc chí Nam, từ địa cầu Lũng Cú đến cực Nam mũi Cà Mau. Và ngày nay chúng ta tiếp tục hướng về biển và giữ biển, đó là một con đường hoàn toàn độc lập với Trung Quốc. Hơn nữa, trong dòng chảy từ quá khứ tới hiện tại, bao lần đụng độ với Trung Quốc, chúng ta có những bài học của riêng mình và hẳn Trung Quốc cũng vậy. Họ hiểu rõ, Việt Nam tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau, nhưng hào kiệt đời nào cũng có. Việt Nam nhỏ nhưng có võ, mềm nhưng không dễ nắn. Đó là lý do vì sao quan hệ Việt-Trung luôn vừa hợp tác vừa đấu tranh, nghe có vẻ ngược đời nhưng lại là sự thật. Nó cũng cho thấy mối quan hệ này hàm chứa những tầng lớp nghĩa chồng xếp bên nhau mà hẳn không phải quốc gia nào cũng hiểu. Một điểm cần nói thêm, Việt Nam và Trung Quốc có chung hệ tư tưởng, có chung con đường xã hội chủ nghĩa. Hai đảng cộng sản của hai nước là hai độc đảng duy nhất, có đủ sức mạnh, niềm tin chính trị, lãnh đạo đất nước. Điều đáng ghi nhận hơn là Trung Quốc vươn lên thành siêu cường, cạnh tranh trực tiếp với Mỹ, còn Việt Nam đang trở thành ngọn hải đăng định hình nền kinh tế châu Á trong tương lai. Thành tựu của Trung Quốc và Việt Nam trong công cuộc xây dựng và hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa đang là nguồn cảm hứng cho nhau để hai nước cùng phát triển. Trong cuộc gặp với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Tập Cận Bình đã nhấn mạnh, Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam không cho phép bất kỳ ai can thiệp vào tiến trình đi lên bền vững của Trung Quốc và Việt Nam, không cho phép bất cứ thế lực nào làm lung lay nền tảng thể chế phát triển của hai quốc gia xã hội chủ nghĩa. Còn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì làm rõ, Trung Quốc hoàn toàn có quyền trông cậy vào sự hỗ trợ và hiệp lực với Việt Nam trong những vấn đề nhạy cảm của an ninh khu vực. Cụ thể, nhà lãnh đạo Việt Nam đoán chắc rằng Việt Nam sẽ duy trì hòa bình, giữ yên trên biên giới đất liền, hòa bình và ổn định trên biển, không để những vướng mắc trên biển ảnh hưởng đến đà phát triển chung của quan hệ song phương, theo tác giả bài viết. Về phía Mỹ, chẳng phải người Mỹ cũng hiểu rất rõ những điều này hay sao? Họ hiểu rằng Việt Nam sẽ chống Trung Quốc tới cùng nếu đụng tới giá trị bất khả xâm phạm của Việt Nam, ví dụ như vấn đề Biển Đông. Đó là lý do bất chấp quan hệ Việt-Trung ra sao, Mỹ vẫn tuyên bố họ sẽ luôn hiện diện ở Biển Đông, thậm chí sẵn sàng bảo vệ Việt Nam trước thế lực khác. Chuyên gia Dmitry Moshiyakov thậm chí còn nhận định rằng, Hoa Kỳ cũng xuất phát từ đặc điểm đó, tới Việt Nam là công cụ gây áp lực với Trung Quốc. Đối với Washington sẽ là lý tưởng nếu như sắp xếp được cuộc đụng độ giữa Việt Nam và Trung Quốc ở Biển Đông, đề nghị Việt Nam cho phép tàu chiến Mỹ ra vào và đóng căn cứ ở cảng Cam Ranh, bằng cách nào đó thu hút hoặc gắn kết Việt Nam vào khối quân sự mà họ đang hình thành trong khu vực hoặc Auskut hoặc là Quest. Vì vậy, việc Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thể hiện lập trường của Việt Nam là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, dù niềm khao khát của các chiến lược gia tại Washington có ra sao, Việt Nam vẫn thể hiện rõ quan điểm không chọn phe, càng không sẵn sàng cho việc gia nhập một liên minh chống Trung Quốc do Hoa Kỳ lãnh đạo hay ngược lại. Tác giả bài báo trên cũng thừa nhận Việt Nam không chọn phe, Hà Nội không có chuyện mập mờ giữa bên này bên kia. Theo đó, Việt Nam liên tục khẳng định không liên minh quân sự, không để cho các nước khác sử dụng căn cứ quân sự để chống nước khác. Nói một cách khác, nếu Mỹ có ý đồ biến Việt Nam thành Ukraine, thì nói thẳng là Mỹ thất bại ngay từ trong trứng nước. Trên tất cả các kênh ngoại giao, Việt Nam luôn vạch rõ làn danh đỏ với đường lối ngoại giao độc lập. Cũng chính vì sự độc lập của Việt Nam mà Mỹ lại ngày càng bị thu hút và nhận ra tầm quan trọng của Việt Nam. Bởi vậy, như chúng tôi đã từng nói, dù Mỹ, Việt có những điểm chưa thể tháo gỡ, thì Mỹ vẫn sẽ kiên trì với Việt Nam. Cuối cùng, sau tất cả chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang Trung Quốc, hẳn thế giới đều phải thừa nhận Việt Nam luôn tôn trọng Trung Quốc và ngược lại.
Trung Quốc cũng rất coi trọng Việt Nam, nếu không muốn nói là đặc biệt quan trọng. Chúng ta càng không thể phủ nhận quan hệ Việt-Trung có khí ấm, có khí lạnh, thậm chí có khi đóng băng. Nhưng tự chung lại là hai nước láng giềng cùng chung hệ tư tưởng, cùng đường lối xã hội chủ nghĩa, thì môi hở ít nhiều, răng cũng lạnh. Xưa các cụ có câu, bán anh em xa, môi láng giềng gần, thì không có lý gì, ngày nay chúng ta lại đi ngược lại. Ý kiến của các bạn về vấn đề này ra sao? Cùng comment với tin mới nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.